Nếu ai hội đủ tất cả các điều kiện được mô tả trong kinh A Di Đà, đó là căn lành nhiều tức là hết lòng tham sân si, phước báo công đức nhiều tức là tu vạn lạnh vạn hạnh công đức, nhân duyên tốt nhiều biết là tạo môi trường thuận lợi để cho mình tu tập, biết quán chiếu tất cả mọi âm thanh đều là pháp âm và tu nhất tâm bất loạn. Hội đủ năm điều kiện tiên quyết được nêu trong kinh A Di Đà thì việc vãng sinh đó có thể được đảm bảo. Còn ai chưa hội đủ các điều kiện đó, không muốn Phật rước về cũng khó. Tại vì nó là tiến trình nhân quả tất yếu. Nói trước là nói theo một cách ta dễ hình dung thôi. Có người đi, có người rước. Cái đó đối với người sống. Ví dụ ta đi ra trường, có người đưa tới một quốc gia thứ hai là nơi ta sẽ định cư luôn, chẳng hạn như Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Canada, Úc, có người đón chúng ta tại phi trường. Thế là có đi, có đón, có rước, có chuyên dở về. Còn trong tái sanh thì khác, ta không đi bằng cái thân thể vật lý này mà chỉ đi bằng cái tâm thức thôi. Tâm thức sẽ đi theo nghiệp thôi, nghiệp nó sẽ tập hợp thành một cái khối năng lực giống như là một cái rocket, là quả tiễn á. Nó sẽ đẩy mình đi cái vù một cái trong vòng tích tắc là mình có mặt tái sanh ở một cảnh giới khác rồi. Và cái con chip của cái quả tiễn tái sinh này đó, nó sẽ được định đoạt bởi tổng thể các nghiệp mình đã gieo tạo trong suốt thời gian sống, với cái chiều dài quá khứ mấy chục kiếp về trước, cộng với những cái quyết định ý thức cuối cùng trước khi cái chết được diễn ra. Cho nên nếu có tìm thuốc để trì hoãn cái chết không sao hết á, không ảnh hưởng gì, miễn làm sao là đừng có để cho tâm trạng sợ hãi đó cuốn quýnh lên, thì lúc đó ta không còn tập trung để nhớ đến danh hiệu Phật nữa. Ai đã từng suýt chết do tai nạn giao thông đó thì cảm nhận điều này dễ lắm. Ví dụ đang lái xe sơ ý một cái, có một chiếc khác nó ngủ gật, nó lủi tới, ta kéo tay lái qua một bên trái hoặc bên phải để thoát chết. Từ lúc đó ta chỉ còn nhớ đến sự rất là sợ hãi và cái chết thôi, chứ không còn nhớ Phật pháp đâu đó. Trong sanh tử thiệt á, nó còn ghê gớm hơn cái đó. Còn chết do bệnh tật thì nó phức tạp hơn, tại vì cái nỗi đau nó khống chế trên các giác quan, khống chế trên cái vùng mà cơ thể đang bị bệnh. Ý thức về nỗi đau đang diễn ra hoành hành hết toàn thể xác và tâm thức. Do đó cái mức độ tập trung của ta, nếu không có được sự hộ niệm của chính mình hay là của người khác đó, thì ta không còn đủ bản lĩnh để đối diện và vẫy tay chào với cái thân thể vật lý vốn được phai bự trong mấy chục năm vừa qua. Nhiều người chịu không nổi cảm giác khổ đau trên cơ thể đó, cho nên đã yêu cầu trợ tử, tức là tiêm thuốc vào để cho cái chết diễn ra nhanh hơn. Hoặc là nếu người đó đang sống nhờ cái bình dưỡng khí với một cái ống đưa vào trong lỗ mũi để tạo nhịp tim được điều, bây giờ trợ tử trong tình huống này là tháo cái ống đó ra và chấm dứt cái tình trạng hỗ trợ oxy vào, thì cái chết nó diễn ra nhanh chóng hơn. Có người tin nguyện như thế, thì việc ta làm như vậy là nên, không sao hết á. Như là con cái thì ít ai dám làm thế đó, bởi vì nghĩ rằng làm như vậy là bất nhẫn, bất nhân. Cho nên là cố duy trì cái cảm cái sự sống cho đến giờ phút cuối cùng, còn nước còn tát thôi. Còn quyết định của bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất. Nếu bệnh nhân muốn thế thì ta nên chiều theo, bởi vì họ đang chuẩn bị một thái độ là vẫy tay chào với cái sống nè, để đón nhận cái chết ra đi theo nghiệp. Vấn đề còn lại là cố gắng làm sao cho người đó nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, nhất tâm niệm Phật,
không còn tiếc nuối gia tài, sự nghiệp, trách nhiệm gì trong gia đình. Thì làm như thế ta đã tròn bổn phận trách nhiệm của những người còn lại dành cho người ra đi. Cho nên nhân quả đó vẫn là cái cán cân quyết định tái sinh, chứ không phải là các Đức Phật và các vị Bồ Tát. Lòng từ bi của các ngài thì không có giới hạn, nhưng mà các ngài không thể làm ngược với nhân quả được. Ở trong tu tập á, là không có tặng biếu thành phẩm hay thành quả. Ai tu lấy chứng, ai an tâm á, thì cái đó được được hưởng, chứ không có tu dùm. Trong cái Địa Tạng có đoạn như thế này: khi mà nỗi khổ niềm đau nó có mặt đó, dầu cho tình thân như là cha mẹ ruột muốn cam tâm chịu đựng nỗi khổ của đứa con của mình cũng không chịu được. Đứa con nó vẫn khổ thôi, mình vẫn đau do vì xót ruột, còn đứa con nó đâu có hết đau đâu, thì nhân quả nó phải chịu. Thì trong niềm an vui hạnh phúc đó, mình có muốn hưởng ké hưởng cũng không được đó. Thế vì nó diễn ra nội tại trong tâm thức đó. Cho nên mình gọi là ăn ké hưởng ké đó, nói cho vui thôi, là hòa vào trong cái không gian, chứ không thật sự là tận hưởng được những cái mà cái người đang vui thật sự đang có. Thì trong tái sanh cũng vậy, là mỗi người đó bị định đoạt bởi nghiệp. Một số tình huống đặc biệt đó, thì kinh điển mô tả là tái sanh theo nguyện lực. Nó khác với tái sanh theo nghiệp lực. Nguyện lực đó, nghĩa là mình làm chủ được sự ra đi và tái sanh của mình. Nhưng vì đại hùng, đại lực, đại từ bi, ta thương tưởng và nghĩ rằng là mình có duyên với một cái đối tượng chúng sinh nào đó, ở một nơi nào đó trên hành tinh này, cho nên ta phát nguyện có mặt ở chỗ đó. Thì lúc đó đó, cái nguyện lực này sẽ dẫn chúng ta sanh vào một gia đình nào đó, chẳng hạn cha mẹ đó là Phật tử thường hành, để vài năm sau ta dễ dàng phát tâm đi tu, được cha mẹ ủng hộ. Rồi các cái phương tiện giáo dục ở gia đình này đó rất là chuẩn, đầy đủ từ ngay từ nhỏ. Cho nên đó, chỉ trong vòng vài ba năm thôi, các hạt giống Bồ Tát hạnh bắt đầu sanh sôi trưởng thành như là cách đây mấy năm về trước này, trước khi chết. Cái quyền lực đó sẽ làm cho người ta chọn được cái cảnh giới tái sinh một cách như ý. Còn phần lớn nếu chưa phải là người giải thoát thì ta không có sự lựa chọn, cũng không ai lựa chọn cho ta, nghiệp dẫn mình đi. Lúc đó không có tiến trình mặc cả, ra giá, thương lượng, trì hoãn, mà nó buộc mình đến đâu là mình phải đi đó thôi. Cho nên điều chỉnh nhận thức và cảm xúc ở cuối cuộc đời đó rất quan trọng. Ai bình thản trước cái chết đó, thì chắc chắn tái sanh sẽ làm con người và gặp được Phật pháp thôi. Còn có người hộ niệm trợ niệm, mà nếu tâm ta chưa được an, nỗi sai vẫn đang còn khống chế hoành hành, thì tái sanh chúng ta có thể bị trì hoãn, rơi vào cảnh giới ngạ quỷ là khổ đau vô cùng. Cho nên ta đừng bận tâm là có Phật đến trước hay là Phật không đến trước, mà quan trọng là nhiếp tâm để cho trở nên bất loạn, thì cái tiến trình nhân quả đó chắc chắn là phải tốt. Nếu không sanh vào cõi Phật thì cũng tái sanh vào cõi trời, không sanh vào cõi trời làm con người thì cũng thuộc vào những gia đình ảnh hưởng và biết đến Phật giáo. Đó là niềm tin mà chúng ta cần phải phát huy. Xin đi câu hỏi khác. Mời cô. A Di Đà Phật. Đệ tử là Phật tử Nguyên Cẩm. Dạ, con xin hỏi cái câu mà thưa thầy, con cũng nằm ở trong cái đội hộ niệm của cư sĩ Áo Lam. Nghe một số đạo hữu là nói là con mới đi tu chưa có đủ căn cơ, thành ra vậy là sẽ bị nghiệp báo. Thành thử con xin hỏi như vậy là nếu như mà con tác bạch như vậy thì con có bị không? Cái thứ nhất. Còn cái thứ nhì là ở trong đạo Phật mình có cấm cái vấn đề hiến xác hay không? Còn nếu như mà không cấm thì giá trị như là có người mà sắp sửa lâm chung mà họ muốn hiến xác